vang lên, đồng lâm tự do có đàng vinh quang thần lối, quân đồ ta lớn mạnh, thần tung ơi vương, bộ đội của ta trong trận ta bắn ra đây. Cùng với quá trình phát triển kinh tế đất nước, nhiệm vụ cách mạng yêu cầu xây dựng quân đội, việc bảo đảm quân nhu cho bộ đội nói chung, bảo đảm mặc cho sĩ quan nói riêng từng bước được hoàn thiện về kiểu dáng, màu sắc và chất lượng. Quân phục của sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng đã qua nhiều lần cải tiến, thay đổi mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu. Loại quân phục đông sĩ quan theo kiểu Tôn Trung Sơn, cổ đứng, cài cúc, thân trước có 4 túi bổ chìm, chất liệu may bằng vải kaki, về sau sử dụng serviot, vải Oxford màu sẫm hoặc vải baquet màu xanh sọc. Áo hè giống kiểu áo chiến sĩ có 2 túi ngực. Khi mặc bỏ trong quần, chất liệu may bằng vải phin hoặc vải popelin được sử dụng đến thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Đến năm 1982, quân đội ta đã nghiên cứu cải tiến và đưa vào sử dụng bộ quân phục kiểu K82, áo mặc mùa đông kiểu áo vest cổ hai ve, bên trong áo chiết gấu dài tay, cổ đứng thắt caravat, áo mặc mùa hè kiểu chiết gấu ngắn tay thay kiểu áo bỏ trong quần. Có thể nói, đến thời điểm này, quân trang sĩ quan K82 đã đánh dấu bước phát triển mới trong công tác bảo đảm mặc cho sĩ quan, góp phần đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy trong suốt gần 30 năm qua. Tuy nhiên, do điều kiện kinh tế đất nước còn khó khăn, nên việc bảo đảm chất liệu vải may và màu sắc chưa đồng bộ, chất lượng không ổn định, độ bền màu thấp và chưa phù hợp với môi trường hoạt động quân sự, chưa hòa đồng với màu sắc quân phục chiến sĩ, chưa hòa nhập với quân đội các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, chúng ta mới chỉ thực hiện cải tiến quân phục, còn các loại trang phục khác của sĩ quan như giày, mũ, quân hàm, quân hiệu chưa được cải tiến, thay đổi, nên chưa bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của quân trang sĩ quan. Chưa yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong thời kỳ mới, mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, đặt ra những yêu cầu mới về nâng cao chất lượng trang bị cho quân đội. Trong đó, quân trang sĩ quan là một trong những nội dung quan trọng. Quán triệt và thực hiện chủ trương của Bộ Quốc phòng về tiếp tục xây dựng quân đội chính quy. Năm 2005, Tổng cục Hậu cần đã giao cho Cục Quân nhu chủ trì nghiên cứu cải tiến quân trang sĩ quan, trong đó phải đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng mang mặc cho sĩ quan theo hướng chính quy, thống nhất, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của quân đội trong giai đoạn cách mạng mới. Kiểu dáng màu sắc phải đẹp, tôn vinh trang phục truyền thống bộ đội Cụ Hồ, gần gũi với nhân dân, hòa đồng với chiến sĩ, hòa nhập với màu sắc trang phục quân đội các nước trong khu vực. Quân trang sĩ quan phải thuận tiện trong sử dụng, phù hợp với điều kiện khí hậu nước ta và phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ của các quân binh chủng, đáp ứng thời gian dài không bị lạc hậu. Bảo đảm tính đồng bộ của các loại trang phục, bao gồm lễ phục, quân phục thường dùng và các loại trang bị khác, nhất là mũ, giày, quân hàm, quân hiệu. Quân trang sĩ quan do quân đội tự sản xuất là nòng cốt, sản xuất được trong nước, không phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu cung ứng bên ngoài và tiết kiệm ngân sách. Bám sát chủ trương định hướng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần, Cục Quân nhu đã triển khai nghiên cứu cải tiến quân trang sĩ quan K08 và coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp thiết. Từ kết quả cuộc thi thiết kế mẫu quân trang mới cùng với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài quân đội, Cục Quân nhu đã nghiên cứu thiết kế, sản xuất thử nghiệm, tổ chức trưng bày, giới thiệu mẫu tại các hội nghị cấp toàn quân. Ngoài ra còn được trưng bày tại các hội nghị của Quân chủng Phòng không Không quân, Quân chủng Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Ban phụ nữ quân đội để tham khảo ý kiến của các đơn vị. Ngay sau khi tổng hợp ý kiến, Cục Quân nhu đã chỉnh sửa hoàn chỉnh hệ thống mẫu quân trang sĩ quan K08, báo cáo xin ý kiến Thủ trưởng Bộ và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt, cho phép sản xuất mặc thử nghiệm. Ngày 12 tháng 4 năm 2008, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra quyết định số 873/QĐ-BQP về việc mang mặc thử nghiệm quân trang sĩ quan K08 cho các đối tượng là sĩ quan, khối cơ quan Bộ Quốc phòng, cơ quan Bộ Tư lệnh các quân chủng Phòng không Không quân, Hải quân và 13 đơn vị đại diện cho các quân chủng, binh chủng đóng quân trên 3 vùng miền khác nhau, chịu sự tác động của nhiệt độ, thời tiết, môi trường khác nhau, làm cơ sở đánh giá chính xác về chất lượng và tính phù hợp,
nhằm tiếp tục hoàn thiện trước khi sản xuất hàng loạt. Để đảm bảo tiến độ thời gian mang mặc thử nghiệm quân trang sĩ quan K08, mùa hè từ 19 tháng 5 năm 2008, mùa đông từ 15 tháng 11 năm 2008, Cục Quân Nhu đã xây dựng kế hoạch và mở lớp tập huấn kỹ thuật cho các doanh nghiệp về tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm. Các cơ quan chức năng của Cục bám sát nhiệm vụ, tích cực chỉ đạo, đôn đốc doanh nghiệp tập trung sản xuất quân phục, mũ cấp hiệu, phù hiệu, bảo đảm quân trang thử nghiệm cho các đơn vị đúng thời gian quy định. Lãnh đạo chỉ huy các đơn vị nằm trong kế hoạch mang mặc thử nghiệm, trực tiếp chỉ đạo cơ quan hậu cần, phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp tổ chức đo may quân phục cho 100% sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và tiến hành tiếp nhận, cấp phát, hướng dẫn sử dụng theo yêu cầu thử nghiệm của Bộ Tổng Tham mưu. Sau hơn 6 tháng thử nghiệm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, trung tuần tháng 11 năm 2008, Cục Quân Nhu đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu sản xuất, triển khai mặc thử nghiệm quân trang sĩ quan K08. Hội nghị thống nhất đánh giá ưu điểm nổi bật của quân trang sĩ quan K08 so với quân trang sĩ quan K82 ở chỗ. Quân trang sĩ quan K08 được nghiên cứu sản xuất thử nghiệm đồng bộ về chủng loại, màu sắc, kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, bảo đảm tính đồng bộ, chính quy thống nhất. Màu sắc quân phục sĩ quan lục quân mới đẹp hơn màu cũ. Kích thước các chi tiết cân đối, hài hòa. Cục đồng màu vàng tôn thêm vẻ đẹp trang nghiêm cho sĩ quan khi mặc quân phục. Đối với quân phục thường dùng mùa hè, kiểu bỏ áo trong quần, gọn, khỏe, đẹp. Lễ phục mùa đông, mùa hè sang trọng, lịch sự, phù hợp với xu thế hội nhập với quân đội các nước trong khu vực và quốc tế. Các loại trang bị đồng bộ như mũ kepi, phù hiệu, cấp hiệu, dây lưng được thiết kế phù hợp, hiện đại. Cùng với bộ quân phục càng tôn thêm vẻ đẹp uy nghiêm của sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam. Từ kết quả thử nghiệm và hoàn chỉnh đồng bộ mẫu, tiêu chuẩn kỹ thuật quân trang sĩ quan K08, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Tổng cục Hậu cần tổ chức sản xuất, bảo đảm mang mặc thống nhất trong toàn quân đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 2009. Quân phục của quân đội ta có 4 loại: quân trang thường dùng, lễ phục, quân trang huấn luyện chiến đấu và quân trang chuyên môn nghiệp vụ. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng. Do đó, Cục Quân Nhu đã chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch về sản xuất tạo nguồn sớm, đồng thời tập trung tối đa năng lực sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất quân trang sĩ quan K08, bảo đảm đúng tiến độ theo quy định. Cục đã tổ chức nhiều đoàn cán bộ thường xuyên bám nắm, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các doanh nghiệp. Qua kiểm tra, Cục Quân Nhu còn tiến hành điều chỉnh số lượng sản phẩm quân trang ở một số doanh nghiệp để phù hợp với năng lực sản xuất và bảo đảm thời gian cấp phát. Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, các doanh nghiệp đã huy động tối đa năng lực sản xuất, kể cả huy động các xí nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu, chủ động tăng ca, tăng giờ, tranh thủ sản xuất cả ngày nghỉ, giờ nghỉ. Một số doanh nghiệp còn đầu tư thêm nhiều máy móc chuyên dụng hiện đại như máy ép mách, máy vắt gấu, máy thủ khuyết mắt ngỗng, máy đính cúc tết chân, máy bổ tú hậu, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch sản xuất quân trang sĩ quan K08. Từ thành công của việc nghiên cứu cải tiến quân trang sĩ quan K08, Cục Quân Nhu đã đề xuất với Bộ sản xuất một số loại quân trang cho lực lượng nghi lễ, quân trang biên phòng cửa khẩu, quân trang kiểm soát quân sự chuyên nghiệp, quân trang cho lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu, quân trang cho lực lượng chống khủng bố, quân phục dã chiến, mũ dã chiến và làm nhiệm vụ A2. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy Quân sự Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Cục Quân Nhu đã nghiên cứu cải tiến hoàn thiện bộ mẫu quân trang sĩ quan K08, bảo đảm đồng bộ về chất lượng, kiểu dáng, màu sắc, được cán bộ chiến sĩ trong toàn quân và nhân dân đánh giá cao. Thực sự góp phần tạo nên vẻ đẹp mới của anh bộ đội Cụ Hồ, góp phần xây dựng quân đội, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trong mọi tình huống.